mấy chị ạ? Xin chào Lưu nha. Em chào cả nhà luôn ạ. Đây, hôm nay thì em sẽ đổi sang một cái style rất là khác biệt luôn so với mấy cái đầm mấy hôm trước. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mấy chị những cái mẫu, những cái set bộ nè, với lại là mấy cái đầm kiểu đầm suông á mấy chị, hàng Quảng Châu cao cấp cho mấy chị luôn, cho mấy chị mình, cho mấy chị nhà mình dễ lựa chọn mình diện Tết luôn ạ. Rất là nhiều mẫu đẹp, rất là phá cách phong, rất là phong cách luôn, vừa trẻ trung vừa sang, kính đáo mà lên phone nè đó mấy chị xem, rất là sang luôn. Đây, đây là cái set nha mấy chị, áo với là quần. Đây là hàng Quảng Châu, đây là hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Cái này thì có hai màu luôn cho mấy chị lựa chọn. Hai màu, màu đỏ và màu màu vàng nha mấy chị. Giá cái này có giá là 740.000 ạ. Giá 740.000 và có size đủ size S, M, L, XL đến 2XL luôn cho mấy chị nhà mình nha. Rất là đẹp, mặc lên rất là gọn nè mấy chị ơi. Nhìn nó rất là lạ mắt luôn, rất là phong cách. Đây là áo liền, áo một set, áo với quần nha mấy chị. Đó. Nè mấy chị ơi, phá cách một tí đi ạ. Rất là sang. Nó kính đảo mà nhìn nó rất là sang nè mấy chị ơi. Mình phải mặc nhiều phong cách nè, từ đầm váy tới set nè, đồ bay mình phải diện hết luôn. Có cơ hội nào là mình phải diện hết nha mấy chị. Đây cái ống quần rất là đẹp luôn. Đây là hàng Quảng Châu. Ô, hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị ơi. Tranh thủ tậu vài cái diện Tết luôn ạ. Cái dịp Tết là cái dịp mà mình có nhiều cơ hội để mình ra đường nhất, có nhiều cơ hội mình đi chơi nè. Đó. Mẫu này là giá 740.000. 740.000 và có đủ size cho mấy chị luôn, từ size S, M, L tới 2XL luôn cho mấy chị nha. Nhiều size cho mấy chị dễ lựa chọn luôn. Mặc lên phone rất là gọn. Đó, mấy chị không thích bỏ vào trong giống như em thì mấy chị có thể là bỏ cái áo ra ngoài. Rất là sang, đây là hàng cao cấp nha mấy chị. Nhấn tay comment chốt hàng. À em quên đọc mã số, cái em đang mặc là mã số B55 nha mấy chị. Mã số B55, mã số B55. Có hai màu luôn, lắm sẽ mặc luôn cái màu đỏ cho mấy chị xem nha. Đây, cái ống quần mặc lên rất là sang. Mặc mấy cái quần như thế này nè, làm kéo dài thêm cái đôi chân của mình ra đó mấy chị. Nhìn chân mình rất là dài. Rồi em sẽ thử luôn cái màu đỏ cho mấy chị xem, mã số B55 nha mấy chị. Đây là set áo quần, đây là set bộ áo với quần nha. Hàng Quảng Châu cao cấp có giá là 740.000, vải rất là đẹp luôn mấy chị. Đây em đảm bảo là vải rất là đẹp, này rất là sáng luôn. Rồi em chuyển sang cái màu đỏ cho mấy chị xem luôn ạ. Đây phía sau đây ạ. Lớn, mặt hơi rộng một tí nên em phải kẹp lại sẽ nhìn nó vừa vặn hơn. Rồi em sẽ chuyển sang cái màu đỏ luôn ạ. Đây màu đỏ đây mấy chị. Hai màu tông, màu vàng và màu đỏ, màu nào cũng rất là sang. Đây là những cái tông màu rất là quý phái cho cái phái đẹp của mình nè. Mã số B55 nha mấy chị, có giá là 740.000. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Đây, đây là cái set quần, set bộ quần áo ạ. Rất là đẹp, hàng Quảng Châu cao cấp, có size S, M, L, XL và có cả size 2XL nữa nha mấy chị ơi. Mặc rất là gọn luôn, với lại là nhìn nó rất là lạ mắt, hơi phá cách một tí so với mấy cái đầm kia, mấy cái đầm với lại đồ bay rồi mấy chị. Mã số B55 giá 740.000 nha mấy chị, có đủ size luôn, từ size S đến size 2XL ạ. Đây mấy chị có thể là bỏ vào trong giống như em mặc như thế này, hoặc là mấy chị có thể là tháo ra nè, đó. Cái kiểu nào nó nhìn nó cũng rất là sang hết. Em sẽ tháo ra cho mấy chị xem luôn. Đây, đó. Kiểu nào nhìn nó cũng rất là lạ. Cái ống quần này mấy chị mặc lên cái này, nhìn cái chân mình nó dài thêm một tí, nhìn giống như là chân mình nó dài thêm. Ống suông suông rất là đẹp. Mã số B55 nha mấy chị.
giá 740.000 và có size SML, XL, 2XL luôn cho mấy chị ạ. Chị nào chốt cái mẫu nào đó thì mình nhanh tay comment mã số kèm màu sắc số điện thoại luôn nha mấy chị ơi. Và cách để mấy chị đặt hàng nhanh nhất và đảm bảo là sẽ có được cái mẫu mà mình yêu thích thì mình nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại vào hai số hotline em viết phía ngoài nha. Cách đặt hàng nhanh nhất là gọi điện thoại nha mấy chị ơi, tranh thủ nha, cuối năm nên em về hàng chỉ có vài cái thôi. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nha, giá 740.000, mã số B55 và có size SML, XL, 2XL luôn ạ. Rồi em chuyển mẫu luôn cho mấy chị. Đây, mẫu tiếp theo đây mấy chị. Màu tím rất là sang trọng luôn. Hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp luôn cho mấy chị lựa chọn mình diện Tết luôn ạ. Em sẽ giới thiệu cho mấy chị mấy cái set bộ như thế này với lại là mấy cái mẫu đầm suông nữa. Cực kỳ đẹp luôn, rất là thoải mái cho mấy chị lựa chọn. Các em đang mặc là mã số B56 nha mấy chị, mã số B56 có giá là 740.000. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nha, có đủ size SML, XL và 2XL luôn cho mấy chị ạ. Đảm bảo mấy chị lên form rất là gọn, rất là đẹp luôn. Đây cái form quần này nè mấy chị cũng thấy ạ, nhìn cái chân mình nó rất là dài. Đó, nhìn cái chân mình nó dài thêm. Mã số B56 nha mấy chị, giá 740.000, đủ size luôn. Mẫu này thì có hai màu ạ, màu tím em đang mặc và màu vàng đây. À, ba màu chị, ba màu nha mấy chị. Đợi em một tí. Ba màu. Có màu à. Đó là màu gì ta? Có ba màu nha mấy chị. Ba màu, màu tím em đang mặc, màu nâu nè, đó màu cà phê sữa đó mấy chị, với lại là màu vàng này. Tông màu rất là đẹp luôn ạ. Tông màu nhìn rất là nhã nhặn điềm đạm luôn. Đó, mấy cái tông màu này rất là phù hợp với kia độ tuổi trung niên cho mấy chị, rất là sang, vừa lạ vừa phá cách, vừa rất là sang, kín đáo, lên phong sang cực kỳ, mặc là đảm bảo gọn luôn mấy chị. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị, có giá là 740.000 và có đủ size SML, XL, có 2XL luôn cho mấy chị đẹp nhà mình lựa chọn ạ. Này rất là sang luôn. Đây, mấy chị không thích bỏ vào trong như em thì mấy chị có thể là tháo ra ngoài này. Mà cái kiểu nào nó cũng đẹp hết. Đó, mấy cái form này là mấy chị yên tâm. Em chọn form màu sắc, em phối màu thì mấy chị khỏi phải chê, cứ yên tâm mình đặt hàng ạ. Mã số B56 nha mấy chị. Cái em đang mặc là mã số B56 giá 740.000. Cách để mấy chị đặt hàng nhanh nhất là mình gọi điện thoại vào hai số hotline em có viết phía ngoài nha mấy chị ơi. Đặt hàng thì mình nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại vào hai số hotline em viết phía bên ngoài để đảm bảo là mình sẽ có cái mẫu mình đã nhắm trước này, mình đã yêu thích trước. Nhanh tay nha, tại vì cuối năm nên số lượng hàng không có nhiều, chị nào thích nhanh tay luôn ạ. Nhiều mẫu này cực kỳ diện tích, cực kỳ đẹp, tại vì Tết là cái dịp mà mình có nhiều cơ hội mình ra đường nè đi chơi, nên chị nào thích mình nhanh tay lên luôn ạ. Rồi em chuyển sang cái màu khác luôn, mã số B56 giá 740.000 ạ. Đây màu nâu đây mấy chị, màu cà phê sữa đó, màu cà phê sữa rất là đẹp luôn đó. Mấy cái tông màu này nhìn rất là nhã nhặn thanh lịch đó. Mấy cái này thì mình có thể là đi tiệc được luôn á mấy chị ơi, nhìn nó rất là lạ, rất là phá cách luôn, nhưng mà nó rất vẫn rất là sang đó. Mấy chị cứ yên tâm đặt hàng, còn về kiểu dáng màu sắc thì cứ để em lo, em chọn màu chọn mẫu là mấy chị cứ yên tâm ạ. Rất là đẹp, rất là sang. Cái này là hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị ơi, có đủ size luôn ạ, SML, XL và 2XL luôn cho mấy chị yêu nhà mình lựa chọn ạ. Có giá là 740.000 nha. Các em đang là mặc là mã số B56. B56 nha mấy chị ơi. Chị nào chốt hàng nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi điện luôn nha mấy chị. Tại vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là shop sẽ ngưng bán online nha mấy chị. Chỉ còn 2 ngày, ngày mai và ngày mốt nữa thôi ạ. Nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại vào hai số hotline em viết phía bên ngoài nha. Mã số B56 giá 740.000, có size SML, XL và 2XL luôn cho mấy chị ạ. Rất là đẹp, rất là sang, vải thì khỏi phải chê, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Chất vải rất là tốt, em đảm bảo cho mấy chị luôn, nên mấy chị cứ yên tâm nha. Đây. Cái này thì nó có 3 màu luôn ạ. Ba màu, màu tím lúc nãy em có mặc cho mấy chị xem rồi nè.
tím, màu vàng và màu cà phê sữa, những tông màu rất là đẹp nhưng rất là lạ. Đó, cái phong quần nó rất là sang nè mấy chị. Có đủ size luôn, SML, XL và 2XL luôn nha mấy chị ơi. Tranh thủ nhanh tay, thích mẫu nào nhanh tay gọi điện thoại chốt hàng luôn. Tại vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là shop sẽ ngừng bán online nha mấy chị ơi. Đó, chị nào thích nhanh tay lên luôn ạ. Mã số B56 và giá 740.000, hàng Quảng Châu cao cấp nha. Hàng Quảng Châu cao cấp rất là đẹp. Rồi, em chuyển sang cái mẫu khác luôn ạ. Đây, tiếp theo là một mẫu đầm nha mấy chị ơi. Nhìn rất là sang luôn, phong rất là sang. Mã số TN97 ạ, mã số TN97. Giá yêu thương cho mấy chị chỉ có 395.000 thôi ạ. Có size M, L, XL và 2XL nha mấy chị. Giá 395.000 và có 4 màu luôn cho mấy chị ạ. Đây, 4 màu. Cái em đang mặc là màu đỏ, màu xanh bích, màu xanh đen và màu tím nha mấy chị. Đây, 4 màu cho mấy chị lựa chọn luôn. Màu đỏ em đang mặc nè, cái em mặc là đỏ đô nha mấy chị. Màu tím, màu xanh đen và màu xanh bích luôn. Chị nào chốt mẫu nào nhanh tay nha, nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi vào hai số hotline viết phía ngoài nha mấy chị ơi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là shop sẽ kết thúc, shop sẽ không nhận online nữa, sẽ không nhận đặt hàng online nữa nha. Nên chị màu nào thích mình nhanh tay lên luôn ạ. Với lại là số lượng nó có hạn, rất là có hạn luôn. Tại vì cuối năm nên hàng nó không thể nào mà mình ra hàng nhiều được. Nên chị nào thích nhanh tay luôn. Mã số TN97, TN97 giá yêu thương chỉ có 395. Đây, cái này sẽ nè mấy chị. Rất là sang, đi tiệc đi tiệc cũng rất là sang nè. Đi chơi thì nhẹ nhàng thoải mái, đi làm vẫn được luôn. Tại vì phong nó kín đáo nè mấy chị ơi. Rất là tôn da mấy chị. Đây là những cái tông màu cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng dành cho phụ nữ, dành cho váy đẹp của mình nè. Những tông màu này đỏ đô nè, xanh đen, màu xanh rêu hoặc là màu tím, màu đen gì đó. Đó là những cái tông màu mà phù hợp nhất đối với lứa tuổi của mình, lứa tuổi trung niên của mấy chị ạ. Đây, kiểu này thì nó hơi trẻ trung nè mấy chị ơi, khá là trẻ trung luôn cho mấy chị. Mã số TN96 nha mấy chị. TN97 ạ. Mã số TN97 giá 395.000. 395.000 và 4 màu đây nha mấy chị. Màu đỏ em đang mặc, màu xanh bích, màu tím và màu xanh đen. Giá chỉ có 395.000 thôi ạ. Có size ML, XL và 2XL luôn cho mấy chị nha. Vải chi phong. Nhanh tay chốt hàng nha mấy chị ơi, số lượng không có nhiều. Số lượng không có nhiều tại vì cuối năm rồi nên hàng không có nhiều được nha mấy chị. Chị nào thích mẫu nào nhanh tay gọi điện thoại vào hai số hotline. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là shop sẽ không nhận đặt hàng online nữa nha. Chị nào thích nhanh tay luôn. Mấy cái mẫu này là mình diện tích là khỏi phải che luôn á mấy chị. Mà giá lại rất là yêu thương, form giá thì đẹp, chất vải thì rất là tốt, rất là ok cho mấy chị luôn. Cái dịp Tết là cái dịp mà mình có nhiều cơ hội mình ra đường nhất đó mấy chị. Rồi em chuyển màu khác luôn, mã số TN97 giá 395.000 ạ.